Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và tất nhiên lại là Công. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm, đó là Redmi Note 12 Pro. Cái điểm khác biệt với phiên bản mình đã mở hộp trước đây, đó chính là đây sẽ là bản 4G chạy con chip Snapdragon. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến chiếc máy này thì đường link của Di Động Việt mình để ở phần mô tả, anh em truy cập để có mức giá tốt nhất nhá. Thú thực với anh em là hôm mình quay video này là máy vẫn chưa ra mắt, nên là mình chưa có nhiều thông tin liên quan tới máy và đặc biệt là về giá bán. Tất nhiên là khi nào máy ra mắt thì mình sẽ để giá bán cho anh em để chúng ta biết được cái mức giá như thế nào. Và hiện tại chiếc máy này mang lại những gì thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở hộp dần dần. Đầu tiên sẽ là mở cái hộp này nhá. Hộp sản phẩm của chúng ta thì mình thấy cũng khá là dày dặn, chứng tỏ là bên trong sẽ có rất là nhiều phụ kiện này. Đấy. Tiếp tục nha, mình sẽ lấy hộp phụ kiện ra đầu tiên. Que chọc sim này. Sách này, rất là nhiều sách. Và đây là ốp lưng của chúng ta, sẽ là ốp lưng trong suốt silicon. Tiếp tục ở phía dưới sẽ là cái siêu máy, tất nhiên là mình có lấy ra sử dụng rồi. Ở trong siêu máy này mình sẽ quan tâm tới là camera 108MP, sạc 67W này, màn hình AMOLED 120Hz anh em nhá. Có cả dual speaker, tức là có cả loa kép luôn. Và cuối cùng là con chip là Snapdragon 732G. Rồi, nhá chất thông số cho anh em như vậy. Tiếp tục nào, mình các bạn mở ra ở phía dưới. Đây sẽ là cục sạc của chúng ta là sạc 67W và đây là cọng cáp Type-C. Những cái phụ kiện rất là cần thiết cho một chiếc máy và khi mua về bạn hoàn toàn có thể sử dụng được luôn. Chúng ta không cần mua phụ kiện gì thêm. Một điểm cộng cho máy. Tới với lại phần thứ hai, đó chính là về thiết kế và đây là nhân vật chính của chúng ta. Khi mà nhìn ở phía mặt sau lưng thì bạn sẽ có một chiếc máy nhìn phát biết ngay đây là Redmi Note 12 series. Và tất nhiên đây sẽ là bản Pro rồi. Thì chúng ta sẽ có nó là một cái mặt lưng làm bằng kính này. Mình đã cố gắng thử bằng cả răng và tay nhé. Cảm giác nó hơi lạ một tí, kiểu như mặt kính nó hơi mỏng ấy. Nên là khi mình gõ tay thì mình thấy giống nhựa, nhưng mà dùng răng thì lại ra kính. Còn về phần khung viền của chúng ta ở đây thì các bạn sẽ có là khung viền làm bằng nhựa, bởi vì là mình không có tìm được bất kỳ một cái cạnh anten nào cả. Nói về mặt cảm biến vân tay sẽ nằm ở phía cạnh phải của máy và cũng kiêm luôn nút nguồn của chúng ta. Cảm biến này về độ nhạy của nó thì mình thấy cũng khá là tương đương với mẫu máy khác. Tuy nhiên cảm quan của mình khi sờ vào cái nút này là mình thấy nó hơi lung lay này, các bạn nhìn này, đấy, nó không được chắc chắn và nằm cố định ở một chỗ lắm. Còn về cái độ nhạy của nó thì rất là ok nhá. Đây mình thử cho các bạn xem luôn độ nhạy. Bây giờ mình mở khóa nhá. Đó, rất là nhanh đúng không? Này, lại lần nữa này. Vân tay cạnh bên thì nói chung nó vẫn khá là tiện lợi, kể cả là bạn để máy dưới mặt bàn thì mở nó cũng dễ, hay là bạn đang cầm ở trên tay thì cũng được. Và nói về cảm giác cầm nắm thì đây, khi mình cầm máy ở trên tay nó vẫn là cái sự vuông vức của dòng Redmi Note 12 series. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không bị vuông quá dẫn đến mức độ bị cấn tay. Hay là về vị trí đặt phím thì cũng vậy, mình thấy rằng phím nguồn nó khá là ngang ngón tay cái của mình. Ngón tay cái của mình có thể với tốt được cả phím giảm âm lượng nữa, chỉ có phím tăng âm lượng là hơi ở với tay lên một tí thôi. Tiếp tục với các cạnh của máy nhá, thì ở cạnh trên các bạn sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5, một thứ mà mình thấy nhiều bạn tìm kiếm. Rồi, tiếp theo là loa kép của chúng ta này. Đến một cổng mic phụ và đây sẽ là cổng hồng ngoại điều khiển thiết bị ngoại vi trong nhà. Đối với lại cạnh phải của máy thì có nút tăng giảm âm lượng và có nút nguồn như mình đã nói. Còn ở bên phần cạnh trái thì hoàn toàn là trơn, không có bất kỳ cái gì. Cuối cùng ở phần cạnh dưới các bạn sẽ có một khay sim và đây là khay sim kép nhá. Anh em có thể lắp hai sim vật lý thoải mái. Một cổng sạc Type-C, một mic và đây là một loa còn lại. Hôm trước có bạn bảo mình tại sao test máy mà không test loa thì video này chiều anh em luôn, sẽ có 10 giây test loa và bắt đầu. Về màn hình thì chúng ta sẽ được trang bị màn hình kích thước là 6.67 inch và đây là màn hình AMOLED có tần số quét cao 120Hz, hỗ trợ luôn cả Dolby Vision. Độ sáng tối đa của màn hình này sẽ là 1100 nit ở những điểm sáng nhất và độ sáng trung bình là 700 nit. Về độ phân giải là Full HD cộng anh em nhé. Như vậy là với Redmi Note 12 Pro các bạn có màn hình ngon đấy chứ, có AMOLED, có tần số quét cao đầy đủ. Còn về mặt màu sắc thì các bạn đang nhìn trực tiếp ở đây. Với cái đánh giá cảm nhận ban đầu của mình ấy, thì mình thấy rằng là màu sắc cho mình nó khá là đầy đủ, no mắt, không bị nhợt nhạt. Và những cái phần màu trắng của chúng ta thì mình thấy khá là chính xác, nó không bị ám màu. Chi tiết hơn thì các bạn hãy đợi mình ở trong video đánh giá chi tiết nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau sang phần tiếp theo, đó chính là về cấu hình. Trong phần cấu hình này thì để xem cho chuẩn nhất, vào phần cài đặt, chọn giới thiệu điện thoại. Đây, các bạn có thể thấy được cái phiên bản mình cầm là bản 256GB. Thì có thể anh em khi mà ra mua thực tế bản có thể thấp hơn nhá, vì cái máy mình cầm là trước khi ra mắt mà. Rồi, anh em nhìn tiếp cho mình xuống dưới này. Trong phần tất cả thông số thì con chip của chúng ta là Snapdragon 732G, có 8 nhân và nhân mạnh nhất sẽ là 2.3GHz. Rồi ok, mình sẽ chấm AnTuTu và hiển thị trên màn hình để các bạn xem được là CPU của chúng ta mang lại điểm hiệu năng đang là bao nhiêu. Và đôi khi cái lúc mà mình chấm bây giờ có thể bị lệch một chút bởi vì phải là phần mềm. Biết đâu lúc các bạn ra mắt phần mềm được tối ưu hơn thì sao? Nói chung là anh em xem tham khảo cho mình.
Còn về RAM bây giờ sẽ là 8GB và đang hỗ trợ mở rộng là 3GB. Bạn có thể điều chỉnh phần mở rộng này được nhé. Và tất nhiên là 3GB mở rộng này tính trực tiếp vào bộ nhớ của máy. Về phiên bản MIUI thì mình đang chạy là MIUI 13 bản 13.0.2. Còn về phiên bản Android của chúng ta thì hơi tiếc là mình chỉ có Android 11 thôi. Ừ kể cũng lạ thật, tại sao mà máy bây giờ toàn chạy phiên bản MIUI mới nhưng cái này lại chạy Android 11 và MIUI 13 nhở? Hay là phải đợi ra mắt mới được cập nhật đây? Thì anh em hãy chờ mình, nếu như hôm ra mắt có cập nhật thì mình sẽ update cho anh em ở phần bình luận nhá. Và bây giờ chúng ta cùng nhau sang phần tiếp theo là về camera nhá. Đầu tiên là camera selfie ở trên máy sẽ có độ phân giải là 16 megapixel và khẩu độ là f2.4. Mình sẽ thử trực tiếp cho anh em xem chất lượng camera này. Hiện tại thì mình đang trong điều kiện ngược sáng. Đây, hai cái đèn của mình đánh rất là căng. Và các bạn nhìn mặt của mình này, trông vẫn rất là ok, sáng rõ đúng không? Như vậy là mình còn bật thêm HDR thì sao? Nào, chụp một tấm. Rồi, cười tươi, zoom thử. Cũng được các bạn ạ, camera 16 megapixel này là xứng đáng để anh em mình chụp thêm đấy. Và hãy đợi mình trong bài đánh giá kỹ hơn. Tiếp theo là về cụm camera sau thì các bạn sẽ được trang bị tới 4 camera, trong đó có một cam chính độ phân giải là 108 megapixel và khẩu độ là f1.9, một camera góc siêu rộng với độ phân giải là 8 megapixel, một camera macro với độ phân giải 2 megapixel và một camera đo chiều sâu với độ phân giải 2 megapixel. Như vậy thì với Redmi Note 12 Pro, các bạn sẽ được trang bị một camera với cảm biến lớn, có cả cảm biến góc siêu rộng rồi có cả đo chiều sâu để hỗ trợ các bạn chụp chân dung xóa phông chuẩn hơn, và cuối cùng là có cả macro để anh em nào mà thích chụp những thứ nhỏ nhỏ đều có thể thực hiện được nhá. Và với cụm camera này thì mình thấy là cũng rất đầy đủ món ăn chơi. Phần cuối cùng ở trong video sẽ là về pin và sạc nhanh. Nói về pin trước nhá, các bạn sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng là 5000 mAh. Và mình xin bật mí một chút là viên pin 5000 này có thời lượng rất là tốt, có thể sử dụng được lên tới 1 ngày rưỡi luôn. Còn về khả năng sạc nhanh 67W thì khỏi phải bàn rồi, một chiếc máy của chúng ta có 67W sạc rất là nhanh đầy. Thậm chí là những bạn nào không thích sạc qua đêm thì buổi sáng các bạn tranh thủ đánh răng rửa mặt đi vệ sinh ăn sáng, các bạn cắm sạc cho máy là các bạn đã có rất thoải mái pin trong cả một ngày. Trước khi chúng ta kết thúc video thì mình xin bổ sung thêm cái phần test này để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Đó chính là test thử trong phần bản đồ để xem là có con quay hồi chuyển không nhá. Đó, vào đây. Ok luôn, có nghiêng như thế này là có con quay hồi chuyển các bạn này. Đấy, mình nghiêng nhẹ thế này. Và cái con quay hồi chuyển này dùng làm gì? Giúp các bạn khi mà đi đường định vị Google Maps ấy sẽ dễ dàng hơn, biết được mình đang đi hướng nào. Còn với những bạn nào chơi game thì bắn PUBG Mobile sẽ bật được Giro. Ok, nếu bạn nào thích test thì nói mình sẽ test Giro cho anh em xem sau. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau xong video mở hộp chiếc Redmi Note 12 Pro. Và các bạn thấy sao về chiếc máy này? Với mức giá của chiếc máy cùng với lại những thứ mà em nó mang lại thì các bạn có chọn hay không? Hãy để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.